giá thuốc ngừa nhiễm phóng xạ tăng 100%. Giá loại thuốc viên giúp bảo vệ cơ thể người bị nhiễm độc phóng xạ đã tăng gấp 3 sau khi Nga mở cuộc tấn công Ukraine và lời đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử của Putin. Theo như Bloomberg, người châu Âu đang đổ xô đến các tiệm thuốc Tây mua sạch loại thuốc iốt và kali có thể làm giảm tác động của việc tiếp xúc với bức xạ nguyên tử, đặc biệt ở Phần Lan, Na Uy và Luxembourg. Nỗi lo về nguy cơ bùng phát cuộc chiến tranh nguyên tử tăng vọt khi Tổng thống Vladimir Putin tuần rồi đặt các lò vũ khí nguyên tử của Nga vào tình trạng báo động và dọa sẽ trả đũa NATO gây hấn. Các lực lượng Nga xâm lược Ukraine cũng đã ném bom xuống nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của châu Âu ở Ukraine ngày 4 tháng 3. Mặc dù chưa có phúc trình ghi nhận sự rò rỉ bức xạ, Ukraine trước đó báo động có thể xuất hiện đám mây phóng xạ từ một nhà máy điện nguyên tử ở Chernobyl sau khi Nga đã cắt nguồn cung cấp điện, khiến cho Ukraine không thể làm mát nhiên liệu đã sử dụng. Giá một lọ 180 viên thuốc kali iốt bán trên Amazon hiện tới 70 Mỹ Kim, tăng 30% so với vài tuần trước đó. Người dân Hoa Kỳ cũng lo lắng lục tìm trên Google câu trả lời về cách tự bảo vệ trước nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh nguyên tử. Theo như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, potassium iodide có thể ngăn trở sự thẩm thấu iốt phóng xạ qua tuyến giáp để bảo vệ cơ thể con người.